nhà anh luôn? Ở khoảng 4 mấy 5 giờ. Dạ. 4 mấy 5 giờ là dắt vô rồi. À, tại sao anh? Tại vì để cho tới 6 giờ á. 6 giờ thì khi có chiều dọn dạng mà. Thì giờ đó giờ Linh người ta về á. Khi ta về. Ồ vậy hả? Anh có cảm nhận được luôn hả? Thì mình cảm nhận nó vậy đó. Ờ. Chắc chiều tối vô đây lạnh lắm. Dạ hả? Giờ này còn đỡ đỡ chứ chắc chiều tối rồi vô đây lạnh lắm muốn chạy ra không? Ờ. Có một cái câu chuyện là trong cái ngôi nhà cổ như thế này nè, rất là nhiều cái những cái câu chuyện kỳ bí mà em muốn tìm hiểu. À, đó là những cái câu chuyện như thế nào, Lâm có thể chia sẻ cho em mọi người được biết được không? À, đây là nhà của ông Phủ Cần. Dạ. Bà đón xe ngựa, vì gì hồi xưa đường này đất đá đỏ ha, là hả thấy xe ngựa chạy ngang là bà quất bà đón. Còn mà giác mà 3-4 giờ sáng á là hả ai đi chợ á là bà gỡ mua chầu mua thịt đó. À, bà linh dữ lắm. Bà nội của bà kể, bà nói hả trời ơi bị gì bà nói hồi đó đời đó nội đi cắt cỏ mướn. Bà nội của chị biết ha. À, mà bà nội tôi chết nay là gần bốn mấy năm rồi. Nhưng mà bà thắt cổ bà chết mất ở đâu, chết ở đâu? Ai? Bà con của ông đó đó. À, bà nội tôi thì bà nói chết ở đây. À. Thì mình cũng hay chết ở đây chứ mình còn nhỏ làm sao mình biết. Chết trong nhà này đúng không? Ừ, nghe bà nói vậy đó. Ông chủ thì hả ông nhiều vợ lắm. Ừ. Còn giờ sau này nè con trai thứ hai là tên hai Hiếu. Rồi sống một thời gian đó không biết làm sao đó, rồi nhà nước mới lấy cái này nè làm ủy ban, làm ủy ban xong cái ủy ban các nhà ở trên chển được á, và cái giờ thì chển làm ủy ban và bỏ cái nhà này quan luôn đó. Vậy là chết hai người. Cái nhà này chết hai người hả chị? Nhà này chết có mình bà Hai Dĩ thôi. À, bà Hai đó. Còn con trai thứ hai á cũng như nhiều bà mà. Ừ. Đó vậy hả, chết thì chết ở dưới nhà diêm của ổng. Ừ. Ừ. Đuổi ổng đi xuống chợ núi. Dạ. Mua nhà ổng ở. Dạ. Ổng ở rồi chết ở dưới. Chết ở dưới này khoảng chừng chục năm nay thôi. À. Vậy đem ổng lên trên mã ông phủ á. Như ông phủ nằm trong và ổng xanh quanh ở ngoài kế cha kế mẹ vậy đó. Ừ. Nằm chung. Em nghe nói rằng là ở đây vào chập tối rất ít là người dám lại hả chị? Ừ. Chị bà chị thứ hai tôi á là hả ban ngày nha. À, cậu kêu chị vô với con em đi. Bả không tiền chứ kêu chị vô con em đi. Đưa bả 500 triệu bả cũng không dám vô. Hiện giờ luôn. Hiện giờ luôn á. Bố ơi, mà không biết hồi xưa bả có thấy cái gì không, thì cái đó mình không biết thiệt. Đó, bố. Nhưng mà kêu bả không có dám vô. Bố. Người trời. Ừ, bà không có dám vô. Còn con của chị, con thứ hai của chị ngày xưa thì sao mất? À, hồi đó thì tôi nuôi hai đứa này nè. Ừ. Tới 10 tuổi nó mới biết đi lâm đẳng. Ừ. Là điều hai anh em như vậy, nó chỉ bò nó lớp thôi. Dạ. Rồi tôi nuôi nó được 10 tuổi à. Bên chồng tôi ở không được. Dạ. Tôi mới để cho hai anh em nó ở với nội nó. Dạ. Tôi bỏ tôi đi hết. Tôi bỏ tôi đi, tôi mặn ở trên Long Khánh á, tính là mặn kiếm chút tiền về là mình dứt hai đứa con mình về nuôi. Không may á thì ở nhà thằng anh nó chết đi, năm cơn bão lớn á. Cái nó chết mà bên chồng tôi không ai cho tôi hai chứ. Dạ. Khoảng chừng 10 ngày sau ở xóm người ta thấy vậy đó, người ta mới điện. Người ta điện lên người ta nói con mày nó chết hết đứa rồi đó, còn đứa. Là trong khi đó người ta điện là tôi tức tốc, tôi đi về liền. Về liền thì tôi ôm con nhỏ này về đây là tôi nuôi tới bây giờ. Con của chị chết ở đâu? Nó chết bên nội nó. Dạ. Yeah. Đây vô nội nó đi xe đa này chừng 15 phút hả? À. An táng ở đâu chị? An táng bên nội nó luôn. Yeah. Cũng như là dừa lá vậy nè. Dừa ruộng vậy đó, rồi đem nhỏ vô cái kẹt về chôn. Dạ. Yeah. Ừ. Lúc 10 tuổi hả? Lúc 10 tuổi. Ôi tự nhiên nhìn ánh mắt mình sợ dữ trời. Rồi.
Ôi ôi trời. Rồi bấy màn hình điện thoại luôn rồi. Lên đây. Trời ơi trời. Rồi gấp bảy màn hình điện thoại luôn rồi. Chứ không xiết sao gung tay quá. Hồi nãy nó hát còn dữ dội nữa chứ không phải như vậy. Vậy hả chị? Ừ. Nó lên cơn hát lớn lắm. Chị sợ không? Trời, chị nói là hả, đôi lúc á, nhằm khi không có ông này ở nhà, nó làm sơ hở hả, chị giật mình. Chị dung. Rồi hả, nhớ chực lại, ừ con mình chứ không ai. Hả? Đôi lúc thì hả nó ấy thì bình thường. Ôi sao chị muốn khóc vậy? Hả? Chị muốn khóc hay gì vậy? Chị khóc hồi nãy giờ bụp mắt á. Ôi sao vậy?